Xin chào tất cả anh em. Đây là khóa đầu tiên năm 2022. Ai có ngại camera không? Ngại camera thì che mặt lại. Từ trong ra ngoài kính chỗ hết rồi anh em ơi. Đây là cái buổi học thực hành thứ hai. Kỹ sư Tài đưa ra cái yêu cầu để cho các bạn làm theo. Rồi, có nghĩa là bạn sẽ hiểu được năm nguyên lý điều khiển thì bạn giải quyết được vấn đề. Tốt nhất là em phải đi là dùng hai cái bút, bút màu á, màu đỏ, màu xanh với màu đen, đúng không? Thì mình khi mình vẽ ra mình sẽ phân biệt nó rõ hơn. Tại vì mình phải phân biệt lai nguội. Ha, nếu mà tốt nhất là cầm ba cái bút ba màu thì nó sẽ ok hơn. Anh Luyện khuyến khích anh em á là dùng bút 23 màu nha. Để mình vẽ mình phân biệt được cái chỗ cái mạch là mình sai chỗ nào mình biết liền à. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.